Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về nghiên cứu các biện pháp thúc đẩy tăng năng lực sản xuất thép thành phẩm trong nước, hướng tới đáp ứng được cơ bản nhu cầu trong nước, đưa ra giải pháp điều chỉnh mất cân đối cung ứng sản phẩm thép trên thị trường trong nước thông qua cân đối khối lượng xuất khẩu thép thành phẩm, Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp thép. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, ngành thép có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển đất nước theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đây là ngành công nghiệp nền tảng, vật liệu đầu vào cho các ngành kinh tế quan trọng của đất nước như cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ. Bộ trưởng nhấn mạnh, sau khi đánh giá thực trạng ngành thép, đã thống nhất phương hướng phát triển công nghiệp thép trong thời gian tới là cần phải bám sát định hướng chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội 10 năm và mục tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Đó là phấn đấu xây dựng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, kế thừa những thành tựu trong công nghiệp sản xuất thép thời gian qua, đẩy mạnh phát triển theo hướng đi tắt đón đầu, ứng dụng những công nghệ mới, vừa đáp ứng nhu cầu trong xây dựng, vừa đáp ứng nguyên liệu đầu vào quan trọng cho các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo. Bộ trưởng đã đưa ra 7 giải pháp và chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc bộ nhanh chóng nghiên cứu, triển khai đồng bộ các văn bản trên cơ sở hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp.